22 hai hai, Hòa Thượng Giảng vào tháng riêng năm 1983, đệ tử con đẻ ý đến các cảnh giới của tưởng ấm đều bắt đầu với đoạn kinh. Trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa. Nghĩa của câu không còn tà lự nữa là gì? Có phải nghĩa là hành giả không còn một niệm bất chính nữa hay chăng? Hay có nghĩa là hành giả không có chánh niệm khi nào thì hành giả đạt đến trình độ này, trạng thái này tương tự như thế nào? Hòa thượng, trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung, nhờ có được sự sáng suốt dung thông nên nó vi diệu và nó phải vi diệu nên nó mới có được sự rỗng suốt dung thông. Khi hành giả đạt được cảnh giới này của ngũ ấm, hành giả thấy rất là tự tại hành giả không còn tà lự nữa, có nghĩa là không còn gặp tình trạng cũ nữa. Hành giả đã có được một vài công phu trong lĩnh vực thọ ấm, vốn xưa nay không gặp tà lự, mà nay không rõ vì nguyên cớ gì lại gặp trạng thái tà lự này, không rõ là kẻ cướp, là tà ma quỷ quái từ bên ngoài tới. Thông thường lẽ ra hành giả không gặp những cảnh giới này, nhưng do hành giả khởi vọng tưởng tham ái mong cầu tự tư tự lợi, trở lại với những vọng tưởng xưa cũ này, hành giả lại gặp những loài này. Nếu hành giả không khỏi những tạp niệm ấy, thì sẽ tiếp tục đạt được sự tiến bộ nếu ông hiểu rằng khi tất cả mọi cảnh giới xảy đến mà ông không lay động thì ông sẽ không bị quấy nhiễu bởi tà lự ngay khi ông bị xoay chuyển bởi cảnh giới dù cách gì đi nữa nó vẫn có thể quấy nhiễu ông căn bản là giả sử ông ta không bị tà lự mà bị cảnh xoay chuyển có mâu thuẫn không không đó là khi một niệm tham dục khởi lên là tâm đã mở cửa cho kẻ cướp vào nó lén lút hành dâm dục dối gạt mọi người chung quanh cùng làm việc vô đạo đức không giữ gìn giới luật đã thọ nó nói giới luật có quan hệ gì và tuyên bố đã giác ngộ còn tôi thì không dám vi phạm giới luật vì tôi là người chưa giác ngộ